quý là toàn bộ quý khách hàng. Lời đầu tiên cho phép Thúy Nga và toàn bộ cán bộ công ty Healthcare trên gửi lời chào trân trọng nhất tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Y Phạm Ngọc Thạch, Tiến sĩ Bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Việt Nam, và Tiến sĩ Bác sĩ Thomas Rao, Giám đốc Y khoa Trung tâm Y sinh học Paracelsus, và toàn bộ quý khách hàng đã và đang tín nhiệm cho phép Healthcare là người bạn đồng hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị thân mến, từ 2 năm trước thì Healthcare đã phối hợp với trung tâm DSLOG đã đưa liệu pháp tế bào tươi từ Đức về Việt Nam, và trong suốt thời gian qua thì chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của gần 200 khách hàng, và thực sự là họ đã hài lòng và quay lại. Và chúng tôi đã chứng kiến cái hạnh phúc vỡ òa khi mà có những bệnh nhân là vô sinh và đã sinh được đứa con đầu lòng, hoặc là những cụ già bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đã được phục hồi. Và tiến thêm một bước nữa thì đầu năm 2017, Healthcare đã phối hợp với Viện Paracelsus đưa liệu pháp y sinh học giới thiệu đến người Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng với cái liệu pháp và điều trị cá thể hóa thì nhiều người Việt Nam sẽ được tiếp cận với cái phương pháp điều trị mới này, chữa lành bệnh và nâng cao được sức khỏe. Nãy ngồi giới thiệu với cô Dung thì thật sự tôi là bệnh nhân của cô Dung 5-7 năm trước, và cứ khoảng 2-3 tháng là tới thăm cô Dung một lần. Và trong vòng mấy năm qua thì không cần đến thăm cô Dung nữa, và cô Dung nói là bác sĩ Rau đã lấy mất bệnh nhân của cô Dung rồi. Và thời gian sắp tới thì cô Dung cũng sẽ trở thành là khách hàng của tôi. Thì thật sự là khi mà chúng ta phấn đấu cho những điều tốt đẹp thì cuộc đời nó sẽ có những cái cuộc hạnh ngộ thật tuyệt vời, đúng không quý vị? Và với mong muốn rằng là người Việt Nam có cơ hội ngang bằng với các dân tộc ở các nước phát triển thì Healthcare mong muốn là sẽ đưa những cái liệu pháp tiên tiến và để cho người Việt Nam có cơ hội để thụ hưởng cái nền y khoa tiên tiến của thế giới, và như vậy thì chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện nhiều hơn. Và cái mong muốn lâu dài của Healthcare là tại vì chúng ta có thế mạnh là về đông y, và mình sẽ mang những cái tiến bộ khoa học cùng với cái nền đông y của chúng ta thì sau này là người Việt Nam là không còn chết trên cây thuốc nam. Và cuối cùng tôi xin gửi lời chúc quý vị một buổi tối thật là vui, chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và đêm nay thì tôi cũng có một cái chương trình đặc biệt dành cho quý vị, là tất cả những ai muốn là sang thụy sĩ và trực tiếp bác sĩ Râu điều trị thì những ai đăng ký sang thụy sĩ đêm hôm nay thì sẽ được tặng vé máy bay khứ hồi. Cái đây là cái chương trình đặc biệt của Healthcare dành cho buổi tối ngày hôm nay, là một vé máy bay khứ hồi cho tất cả những quý vị đại biểu mà yêu quý Dr. Rau và muốn sang thụy sĩ được điều trị. Và xin cảm ơn, chúc quý vị một buổi tối ngon miệng.